Với sứ mệnh biến ước mơ thành hiện thực, AMES tự hào đã mang lại kết quả cao cho hàng chục ngàn học viên với giáo trình được biên soạn độc quyền theo tiêu chuẩn quốc tế được chuyển giao trực tiếp từ Mỹ. Giải pháp áp dụng công nghệ 4.0 mà AMES English tiên phong dẫn đầu tại Việt Nam sẽ là chìa khóa khắc phục các khó khăn trong đào tạo ngôn ngữ của mô hình học online và truyền thống. Là đối tác vàng của Hội đồng Anh, AMES English luôn cam kết điểm đầu ra cho các học viên. Em đến học tiếng Anh ở lớp Active English ở trung tâm AMES này hàng tuần. Và cách dạy học ở đây rất là mới lạ và nó tạo cảm hứng cho em trong học tập, cũng như là tăng tính tự giác và khả năng tập trung cao độ. Đặc biệt thì trong quá trình học tập ở đây thì đội ngũ giáo viên, các thầy các cô luôn theo sát từng bước học của bọn em. Và em thật sự rất vui khi đã chọn theo học tiếng Anh ở trung tâm AMES này ạ. AMES vẫn không ngừng nuôi dưỡng sứ mệnh thiêng liêng là người bạn đồng hành thân thiết trên con đường đi tới thành công và biến ước mơ thành hiện thực. AMES English, live your dream.